Xin chào tất cả anh em. Lâu lắm rồi, bây giờ mình mới làm clip lại sau khoảng một thời gian dài. Thì cái lý do mình lâu không làm clip tại vì mình tiêm vaccine hai đợt. Bây giờ là mình đã có hai mũi vaccine rồi anh em nhé. Thì trong thời gian tiêm một thứ thì mình cũng lu bu chuyện này chuyện kia, với lại cũng khá là mệt đấy anh em. Nhưng mình cũng không có thời gian để quay video cho anh em được. Thì bây giờ là tình hình nó cũng khá là ổn rồi anh em ạ. Nên giờ mình làm video lại cho anh em nhé. Rồi anh em, hy vọng là anh em vẫn tiếp tục ủng hộ kênh Nông Dân Làm Giàu của mình. Không biết là những anh em trên cả nước tình hình như thế nào? Tiêm vaccine ra làm sao rồi, dịch chết có ổn hay không? Còn hiện tại thì chim nhiều anh em đặt lắm, nhắn tin. Nhưng mà mình chưa có chuyển được anh em. Thời gian qua thì mình chỉ bán chim thịt thôi, còn chim giống này mình rất khó vận chuyển, nên là mình đợt dịch ổn này, khi nào mà kiểm soát được thì mình vận chuyển cho anh em nhé. Anh em cũng chịu khó chờ đợi. Còn chim thịt thì mình vẫn ship, mình bán bình thường anh em ạ. Ở Sài Gòn này thì mình chuyển đi, mình ship cho dưới Sài Gòn này, họ ăn. Thời gian dịch vừa qua thì họ đặt rất là nhiều và mình cũng ship cho mọi người. Cũng khá là may mắn mình đã tiêm được hai mũi vaccine anh em. Bây giờ mình có ngày 15 tháng 9 này thì Thành phố Hồ Chí Minh triển khai cái thẻ xanh vaccine đấy, thì hy vọng là mình cũng sẽ đi lại được thường xuyên hơn, cũng như là mình vận chuyển chim cho anh em được nhiều. Chứ bây giờ dịch trên cả nước mình nó cũng khá là căng đấy, tình hình anh em cũng biết cả rồi. Thì mình cũng hy vọng là những anh em theo dõi kênh của mình cùng những anh em nông dân sớm được tiêm vaccine nhé, sớm được tiêm hai mũi. Thì bây giờ Việt Nam mình nói chung là có loại vaccine nào thì anh em cũng cứ tiêm loại vaccine đó đi nhé, để mai mốt khi nào mà người ta làm cái hộ chiếu vaccine đó, thì mình đi lại cho nó dễ. Chứ bây giờ mình kén chọn vaccine quá thì nó cũng khó. Vaccine mình tiêm là AstraZeneca anh em nhé. Còn nói chung là vaccine thì nó sẽ có tiêm là tốt thôi anh em ạ. Thì ngày hôm nay thì mình quay video ở chuồng trại của mình cho anh em xem này. Chim vẫn rất là nhiều anh em nhé. Chim rất là to khỏe luôn. Dịch dã như thế này nhưng mà cái lượng chim của mình ở những cái khu vực mà vùng xanh nhá anh em, thì mình vẫn có thể là vận chuyển cho anh em được. Trên còn nhớ anh em mà ở những cái địa phương mà căng quá thì mình cũng khó. Thì mình cũng rất là hoảng hồn khi xem comment trên YouTube, hình như là gần có đến cả ngàn comment mà mình vẫn chưa trả lời cho anh em được. Trên Zalo cũng vậy. Thì ngày hôm nay thì mình đã quay trở lại đây rồi, thì mình sẽ trả lời từng comment của anh em, cũng như là trên Zalo thì mình cũng hay là fanpage, mình sẽ trả lời những tin nhắn của anh em hỏi về chia sẻ kinh nghiệm cũng như là những cái cách nuôi chim sao cho nó hiệu quả đấy. Thì chim bồ câu hiện tại là ở dưới Sài Gòn này anh em, thì cái tình hình sức khỏe của người ta thì người ta cần phải bổ sung sức khỏe, nên là người ta đặt chim bồ câu. Thứ nhất là chim bồ câu thịt rất là nhiều, nhiều lắm anh em ạ. Nhưng mình nói là ăn một con chim bồ câu bổ bằng 9 con gà mà, nên rất là bổ và nhiều người đặt. Và hiện tại là mình cũng không có ship kịp luôn, nên là mình hay trao đổi với anh em đó. Anh em nào mà nuôi bồ câu mà cần bao đầu ra thì mình sẽ nhận bao đầu ra luôn cho anh em. Có nghĩa là anh em chỉ phải nuôi sao cho tốt thôi, còn tiêu thụ chim thế nào thì mình sẽ tiêu thụ cho anh em. Hiện tại thì tình hình chung kinh tế thì anh em cũng biết, thì vì ngành nào cũng gặp khó khăn cả, thì bây giờ mình phải cố gắng thôi. Mình cũng kiểu như là mình biết cách mình khắc phục những cái khó khăn để mình làm sao mình đạt được cái hiệu quả tốt nhất. Hiện tại thì mình cũng chia sẻ cho anh em luôn, đó là thời điểm này này cũng là một thời điểm có thể là đó là mình nhân đàn chim bồ câu anh em, để khi nào mà dịch tình hình ổn á thì mình có hàng mình tiêu thụ. Chứ hiện tại là cái lượng đặt hàng của mọi người quá là nhiều luôn, mình cũng chưa ship được.
mình cũng cảm thấy rất là áy náy, nhưng mà mong anh em thông cảm, tại vì dịch bệnh mình chuyển chim này cũng rất là khó anh em ạ. Hy vọng là sắp tới nó có những cái quyết định cho những người tiêm hai mũi vaccine được thuận lợi di chuyển nó có thứ, thì mình sẽ vận chuyển tận nhà cho anh em luôn, nếu nhà nào thuận lợi, đặc biệt là ở khu vực Tây Nguyên này hoặc là ở các khu vực Thành phố Hồ Chí Minh này, Đông Nam Bộ này, vùng miền Tây này, thì mình sẽ sẵn sàng mình chuyển cho anh em nuôi sao cho nó chất lượng. Bồ câu này là bồ câu titan thái siêu thị đấy anh em nhé. Anh em thấy là chim con chim non nhìn nó cũng rất là khổng lồ luôn. Chứ mình là nói không với dòng chim ta anh em nhé. Chim ta nuôi là không bao giờ có lời anh em ạ. Ăn rất là nhiều, ăn mà sạt nghiệp luôn đấy. Và bán thì chim nó cũng rất là nhỏ, nhưng nên những chỗ cái nhà hàng ấy, quán nhậu họ từ chối là vậy. Mình cũng đang tính làm một chuỗi video livestream để hướng dẫn cho anh em cách nuôi chim, cách chăm sóc chim sao cho nó hiệu quả, cũng như là cái kích thước lồng ấy. Hiện nay rất nhiều anh em nhắn tin hỏi mình về mua lồng như thế nào hiệu quả, cũng như là nuôi chim cho ăn cái gì. Nên là nếu mà anh em nào mà cảm thấy hứng thú thì mình sẽ livestream buổi tối để cho anh em theo dõi vào tầm khoảng 8 giờ tối chẳng hạn. Mình sẽ livestream để cùng anh em thảo luận những cái vấn đề về nuôi chim bồ câu. Thì mình cũng nghĩ đây là một cách rất là hay để mình có thể trao đổi thông tin qua lại lẫn nhau này. Để những anh em nào mà muốn học hỏi nuôi chim bồ câu đó, thì mình sẽ thoải mái trao đổi với nhau để anh em nuôi chim sao cho hiệu quả mà. Chứ còn bây giờ nuôi nuôi gà, nuôi nuôi heo thì anh em cũng thấy rồi đấy, nuôi gà hiện tại cũng đang rất là bết bát luôn. Mình nhớ không nhầm thì khoảng tháng trước là người ta bán gà khoảng 5.000 một ký thì phải anh em ạ, 5 hay 10.000 một ký đấy, mình nhớ nhầm, nhưng mà giá rất là thấp luôn. Thấp như vậy là nuôi chỉ có thua thôi anh em ạ. Còn chim bồ câu mình nói với anh em rồi, là anh em là cần bao đầu ra mà cần hợp đồng nữa thứ là mình sẵn sàng mình ký cho anh em với một cái giá là rất là ổn định, chứ không phải hôm nay một giá là mai mai một giá đâu anh em. Nên là mình hay nói là anh em cứ thoải mái mà nuôi, mình sẵn sàng bao đầu ra cho anh em, mà mình sẽ hướng dẫn cho anh em nuôi sao cho nó đạt hiệu quả tốt nhất. Ở chuồng trại của mình nuôi theo những công nghiệp anh em ạ, những cái trại hệ thống trại vệ tinh của mình rất là nhiều, mình cũng đặt ở một số những cái địa phương đấy để sao mà cung cấp giống cho mọi người nó được thuận lợi, cũng như là mình đi chuyển giao những cái kỹ thuật nuôi cho anh em. Anh em nào muốn nuôi thì sẵn sàng, trại của mình ở đây chim là xuất đi liên tục anh em ạ, có những dòng chim cảnh anh em có thể thấy này, bồ câu titan siêu thịt này, bồ câu gà Mỹ này, bồ câu thổi kèn này, bồ câu dòng mi mắt màu trắng này. Những anh em nào mà thích nuôi làm cảnh đấy thì có thể đến đặt hàng, mình sẽ chuyển đến tận nhà cho anh em luôn. Đây anh em này, đây là con chim bồ câu thổi kèn đấy, chim cảnh rất là đẹp. Bây giờ thì thời tiết nó nhiều hôm nó cũng nóng ấy, thì anh em quạt cho nó thông thoáng cái chuồng trại một tí. Đấy, nên là từ bây giờ mình sẽ trở lại để làm video đều cho anh em. Hình như là cả 2 tháng nay mình bỗng nhiên mình mất tích, thì anh em cũng thông cảm cho mình. Thứ nhất là đợt dịch này mình cũng rất là lu bu anh em ạ. Mình chuyển chuyển chim rồi mình làm những cái đơn tồn lại cho nó giải quyết cho nó xong á. Với lại mình tiêm vaccine là mệt lắm anh em ạ. Không biết là anh em nào muốn muốn mình chia sẻ về cái tiêm vaccine không? Thì nó cũng tiêm thì nó cũng bị sốt anh em ạ. Sốt ở lại rất là nhiều. Nhưng mà sau đó thì 1 2 ngày thì người mình cũng sẽ lại khỏe lại thôi. Và cũng rất là may mắn khi mà mình được tiêm vaccine. Thì những anh em nào mà được tiêm hoặc là được gọi tiêm thì anh em cũng nên đi tiêm ngay anh em nhé.
tại dịch thì nó cái độ nguy hiểm của dịch thì anh em cũng biết rồi. Rồi video hôm nay của mình cũng xin tạm dừng ở đây nhé, rồi hẹn anh em ở những cái clip tiếp theo.